sao lẹ? Ông với bạn của ông á, toàn là ăn thứ dữ không à. Ăn súng với ăn đạn không à. Này là súng heo nè mấy bạn. Cha sanh mẹ đẻ giờ mới thấy súng heo. Nùi nùi về rồi làm sao? Súng gì nhìn giống lựu đạn vậy? Súng không hà, không có đạn. Súng này bị xì đạn rồi. Vậy không có đạn. Súng gì vô, bắn không có được. Tao mìn nha. Xì rồi bắn không có được. Cái này là súng heo nha mấy bạn, nhưng mà không có đạn. Vậy là banh chành hết bắn được rồi. Mấy người ta nói ăn gì bỏ nấy, mấy cha mua toàn là súng heo không mà tôi ăn cái gì. Được, cái này là cái gì đây? Chim. Bong bóng. Không có con chim. Rồi. Hoài. Ác đạn thiệt chứ. Chế vô. Chế sao? Chế vô đây để rửa. Chế lại đi, cái đó là bột để rửa cái này thôi. Chế lại đi. Rồi, rồi, rồi. Thì thằng khác mà chứ ai. Nói với bạn này đâu biết. Khổ ghê á. Tôi không biết cái này là cái gì mà mấy ông đưa về kêu tôi mặn. Súng heo. Thì hôm bữa nhậu ở cái bàn tới cái món này nè. Gặp ngay cái ông lò mổ nữa. Hôm đây ông cho nguyên thao luôn. Ông làm lò heo. Ừ, sao lò mà heo. Sao mà bữa nay ông mần toàn heo đực không hay gì, ông đưa toàn là súng không à. Toàn là súng không vậy? Không có không có bướm. Không có bướm nào á. Bóm không cất rồi. Hay là để mày trò giấu phải không? Tối ngày. Khổ quá, ghẹo anh cáp tôi hoài luôn á. Này, ginh ra ngoài rửa. Rửa còn phải nhổ lông nữa. Ngắn. Sao đụng đụng luôn á. Ngắn à. Nó phải săn mấy. Gì? Nó phải săn cái này em mới nhổ lông được. 4 năm bộ rồi. Sao? Cái mùi đặc trưng nồng nặc amoniac. Khai cái gì? Khai ngáy à. Ở trong đây nè, phải chẻ cái lông này ra nè. Ừ, ăn cái món gì mà tại độc địa rồi tại. Mấy cha tôi khổ ghê, ăn tôi không biết. Chắc là mấy ảnh nói ăn gì bổ nấy hay sao á. Lông lá thì chỉa có mấy cọng leo que cũng không biết đi xì ba. Cắt tỉa cho gọn gàng nữa. Thời buổi giờ mua cha quách lông gì có nhiều tiền đâu mà để vậy nè. Lĩa cha lĩa chỉa không giống ai hết. Đây là gì vậy? Lông. Lông heo. Lông heo. Này là con cua heo. Dài vậy đó hả? Ừ. Đây là con cua heo. Và đây là quá trình phẫu thuật con cua heo. Tính ra thì Ngọc không có biết làm. Nhưng mà quá trình khám nghiệm thì Ngọc thấy nó cũng đơn giản dễ làm lắm. Mình chỉ cần lóc cái ghi này nè. Để mình lấy cái túi nước đáy của nó ra là xong. Cũng không khó lắm. Mình lóc cho cẩn thận, đừng có để bể cái túi. Tại vì cái túi này nó nhỏ chứ nó không có bự. Mà nó bể nó xì cái nước ra là nó hôi dữ lắm. Coi có sỏi trong nó không? Không. Khúc đó nó mở không nhỏ nhẹt vậy hả? Ừ. Dục hết luôn. Rồi lấy gì ăn? Chứ mở không thì nhìn ngáo vậy. Ừ. Còn con cu nó nằm trong đây nè. Tuốt lên. Tuốt lên lấy được một khúc nữa. Tại vì cái túi nước đá nó nằm ở đây. Nó thòng lên tới đây. Ừ. Nó sẽ không hôi. Rồi nó vậy nè, mà mấy ông đòi ăn tôi không biết ăn cái gì nữa, nó bày nhầy bởi nhỏ toàn là mỡ gì không à. Nắm cái này cái nó thung lại. Rồi. Nè đây là những cái túi nước đáy của nó đó. Bỏ đi, đụng như đó là nó khai nó thui dịch. Cái này thì Ngọc nghĩ là mình sẽ làm nó giống như là ruột già vậy đó. Mình rửa sạch rồi 2-3 nước với bột mì tinh á. Rồi chanh với muối mình rửa nữa, bóp vô nhiều lần. Xong mình đem vô mình khèo nước mắm. Khèo nước mắm xong rồi mình đem ra mình rửa lại một lần nữa. Rồi mình khèo với nước dừa là xong. Đơn giản ha. Quá trình sơ chế. Xong chưa? Chưa xong. Rửa lại nước này nữa.
Thật ra thì nó không có hôi. Sai à? Không, cắt cái túi đó ra nó không có bể, cái này nói thiệt. Mình cắt cho khéo á, cái túi mà cái túi đựng amoniac của nó không bể ra là nó hoàn toàn nó không có mùi gì hết, nó vẫn sạch sẽ, không có hôi hám gì trơn á. Nhưng mà do là Ngọc kỹ tính á cho nên là Ngọc phải rửa nhiều nước, rồi bây giờ Ngọc sẽ đem vô khèo nước mắm nó một lần nữa cho nó thiệt là sạch. Chứ nếu mà mình làm không khéo mà bể cái túi amoniac á là nó hôi lắm. Lần đầu ăn không biết sao thì mình cứ làm đi, rồi tí nữa thì cái mỏ này nó sẽ săn lại, nó teo lại nè. Hồi nhỏ hai chữ lộn mới hở ra cái con cua heo nè, giờ mới thấy nè con cua heo là gì nè nha mấy bạn. Kêu làm gì hả, xin gì á, cho mày cái con cua heo này chứ cho chuyên gia chữ lộn vậy á. Đây giờ tội nguyện rồi đó. Giờ mới biết con cua heo lẹ hơn cuộc khìa nó không có mùi đó. Đem nhiều tỏi phi, tỏi ớt vô cho cay thơm. Nó khô rồi mấy bạn, cái cơm nó dày mo luôn nè, không có nước. Hồi xưa là người ta lấy dừa này người ta làm mứt dừa ăn nó sẫm nó béo, nhưng mà bây giờ là người ta lại thích cái dừa non. Người ta kêu là mứt dừa non nhưng mà thật ra là nó là dừa nạo, nhưng mà nó có cái độ hơi mềm á mấy bạn. Cho nhiều quá lấy bớt nha. Ai đứng như bóng dừa. Cái giọng tiều nó khỏe rồi, nó lớn rồi. Cay mà, thầu mà. Trời ơi, một người quản cả trăm người nhỏ ở dưới mà. Cái miệng mày quán mấy người sao cũng bự vậy? Quán một bầy luôn. Mấy đứa ơi, đâu hết rồi? Su gấu ơi, su gấu. Trời, nhìn su thấy thảm luôn. Mình thấy là mình vừa nheo mắt mà vừa làm cái món này rồi. Vô 2, 3, vô. Cái này là nó đã qua, nào là nước sôi nè, nào là nước mắm nè, nó cũng đã săn lại rồi. Giờ mình thử qua tỏi thêm một cái nữa, rồi mình chế nước dừa vô là ok. Ủa cháy tay, da nóng. Được chưa, săn chưa? Rồi. Rồi đó, cho nước dừa vô. Tóc hành luôn á. Còn mãi giờ mà mấy chú mà đợi không được á thì có cái cốc kìa. Dùng mồi cốc ở mấy ghim trước đi. Mày xong mà cái quéo quéo quắc quắc á, lụm tới cái này là dừa. Rồi, cho nó kẹt đi, đi rồi trò chơi. Bây giờ thì nó chắc cũng được 50 rồi. Nó hoàn thành được 50% rồi. Sao rồi anh? Được bao nhiêu phần trăm rồi? Giờ nghỉ tới thứ bảy mà không bắt lương ngồi dậy thì không sao làm nổi. Làm chưa xong mà lương bổng gì trời ơi. Chống tay lên càm đầu lương đi. Chống càm lên cái tay chứ. Nêm nếm gì chưa? Đó, mới vừa xong. Hay vậy? Vừa dứt lời luôn á. Không có ướp hả? Không, ướp gì nữa, tại kẹo này mà ướp gì. À biết. Này là nêm nếm ở đây rồi nó thấm, nó cút vô từ từ. Dịch lá lên tìm đậu rồng nha mấy bạn. Cái này là mình tìm đậu rồng nha, mình không có tìm bé na nha. Bây giờ mà có bé na là chụp bỏ vô luôn á. Nó giỡn giỡn á chứ mày đừng có xui ra thì cái nữa ăn nè. Cái xanh lè.
Mỡ này giống mỡ vú heo không ta? Rồi này giờ sắc làm sao? Sắc đã đi. Vô mấy anh. Mời các bạn, mời mấy anh. Vô. Thứ bảy là má phải chạy về tìm thôi. Thử cục này coi. Cái da nó nhớt thôi. Thử gần tìm thấm. Rí hả? Ông nói bà nhảy bé nháy bà nhảy gì á. Không có, nó giòn giòn. Cái này có bong bóng. Bong bóng là cái gì? Bong bóng. Bong đáy. Bàng quang. Ừ, có bong bóng hay có bò bự ạ. Cái bong bóng là cái vỏ này hả? Ừ. Cái này á. Mở luôn. Nấm trước. Tại uống trái cho đã em đi. Nhưng lẽ là ăn nhậu không có được tả. Không phải hỏi quy rồi đó, giờ cái quy tắc hỏi quy rồi lúc nào vậy thôi, ổng để ý đâu đó luôn. Khi nào mà anh nó chuẩn bị ăn rồi phải uống mới ăn. Chứ mấy kia là nó ăn rồi nó mới uống à. Đúng không Quy? Đó giờ anh để chơi em bao nhiêu lâu anh có để ý cái đó không? Nói thiệt. Uống nhậu đúng không? Ờ. Không ăn nhậu. Uống xong rồi nhậu. Là người ta kêu bằng nhậu ăn. Chửi tầm bậy, bữa hổm nó chửi anh lần vậy đó. Chửi. Tối ngày không phụ quà gì á. Đi làm cũng không thấy tiền về. Có ăn nhậu không à. Mình cũng có chuyện nói liền. Ba câu đầu thì đúng. Đi tối ngày là đúng. Đi làm mà không thấy đem tiền về là đúng, cũng đúng. Và chửi cái câu là ăn nhậu là sai. Giữ nhậu ăn là đúng là đâu có ai cãi. Nó em đổ mà. Đúng không? Em nghĩ là 3-4 tâm tiệu thì kiếm 30 tâm thôi chứ đâu được nhiều. Giờ không ăn nó khó khăn lắm. Đù mà bả đây. Vậy là tâm mấy hả anh? Anh làm bao nhiêu đó? Chắc cỡ 1 tháng nè. 1 tháng anh làm được vậy hả? Ừ. Thôi đi làm tàu. Tinh thần nuôi gái cho nó dễ. Vô nổ đó, nãy anh nổ. Tại anh đi làm nó cũng cả nửa tiếng. Ủa cả tiếng. Làm gì? Đó mà. Lấy cái tài với tiếng tiếng máy với gạo gâu nè với gội đầu 90 cái tay với cậu mặt là 55.000 gội đầu 40 hay như mà anh đưa luôn 100.000 rồi bao nhiêu bao 10.000 luôn ngày giá bao chờ thối má. Năm trăm đi. Tháng anh rồi tới 3 triệu của 100 mấy. Bao nhiêu bác anh? Năm tháng có mấy chục triệu mà bác mừng. Cái má của nó muốn đụng với cái mặt mình luôn, nó đưa két mình coi rồi cái ngực của nó đưa vô trong cái dài cho mình luôn, mình nằm im luôn. Đau đau luôn, má muốn tát một vọt tay mà thôi để đi. Có hai cái đau đau lại đau mà nó là đau quá. Ngộ nha. Em đi nhiều tiệm mà Bình Đại, Châu Thành thì chỗ nào cũng ra vô. Mấy cái đứa mà nó lấy cái tay im á là nó không bao giờ mà nó dựa cái tay lên rồi. Chứ nó không có nào ngồi khác lên luôn. Bù qua khác lại mà. Ừ. Thì mình thử rồi sao? Nó mà không đưa vô đau qua đi tán nó rồi. Không lúc mà vô tiệm hỏi em lấy cái tay đau không đau. Đau mới làm nha. Cái đó nó lấy đau em lấy tay của nó thắng ư hà, nó để vậy đó. Nó lấy thì mình cũng thôi. Bây giờ mình cũng đâu ra đâu. Đau đau cỡ nó đau có chút cũng hết.